总是难舍难分，何必在那一点点温存，早知道伤心总是难免的，在每一个梦醒时分。有些事情你现在不必问，有些人你永远不必在那一点点温存，早知道伤心总是难免的，在每一个梦醒时分。有些事情你现在不必问，有些人你永远不必等。กันในไลฟ์สตรีมเมื่อกี้ก็แอกกันนะบอยจะตีมูสิกเนี่ย的恋爱结果会心伤，
曾愉快练得太耐冇影下嘢嚟一丝何妨 Man 控制个 Man 心态有咩做啦谁共你一般思想个 Man 不分不知哪里风向又传来了花香再次编织心中的幻想一人有一个梦想两人热爱渐迷惘三人有三种爱找各自理想一人变心会受伤两人愿意没惆怅三人痛苦恋爱不再问事实与真心中所想不知哪里风向又传来了花香再次编织心中的幻想一人有一个梦想两人热爱渐迷惘三人有三种爱找各自理想一人变Ta lắc trời
过了风雨，在世上留下了痕迹。忙拉什么追？一切百感交集，分不清该可悲还是欢喜。我真的累了，累得我无法继续。有谁能看见我那颗平凡执着的心？Mờ câm. Lắc lít các kiểu. Ơi buồn ngủ quá. Ơi chơi game ông nội lâu quá. Tìm ra trời. Đủ văn hóa chủ cái cục bỏ rồi天空星星都亮了，我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里幸福和的是结局。你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。相信，相信我们会像童话故事里
幸福和快乐是结局。我要变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。我会变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是Stop it. Baby, I'll be bulletproof. Are you ready?
này làm gì nữa giờ mà. Ok. Chưa thích cuốn game bao giờ. Bực bội à. Tắt nhạc hơi buồn buồn nha. Mấy mình trả bài nào. Máy lắc giật như quý. Lắc quá lắc. Bội.
Hả? Đang đang quấn game rồi. Chưa chưa. Ok, sau đây là trận đấu giữa Đan Trường VN và Baby Rocket. Để xem coi là Gosu ta rap một thời thế nào. Mạng có vẻ hơi lắc. Mình có Baby Rocket là Protoss nằm ở vị trí 12 giờ và Đan Trường VN cũng xài Protoss nằm ở vị trí 8 giờ. Hai game thủ này là đấu nhau trên map bi thông. Map này thì cũng là một dạng map chuyên nghiệp ngày xưa, nhưng mà đúng rồi, Đan Trường thì là game thủ chuyên về game bắn súng hơn là game nhập vai dàn trận. IBM Baby Rocket cao phết 270 mấy, trong khi Đan Trường những 150 mấy thôi. Mà IBM cao chưa nghĩ là thắng. Baby Rocket đã bắt đầu lên ba lần đầu tiên của mình. Trong khi đó Đan Trường vẫn chưa xây được cái gì. Ok, Baby Rocket đã bắt đầu cho full discount nhà. Để coi Đan Trường làm cái gì. Đâu ấy. Đấy, Đan Trường bắt đầu xây quân. Đấy, quýnh như thế như vậy. Khá hơn Bùi Văn Hải nhiều. Ôi, còn ăn cắp tiền nhà ta bỏ về à. Không thấy lính à, có thấy không nhờ. Nên nếu mà vẫn thấy lính. Baby Rocket thì phát hiện được nhà ở Đan Trường rồi, trong khi ở Đan Trường chưa thấy nhà Baby Rocket. Một két đã ra đời. Quýnh một két một nhà giàu thì chắc là sẽ lên sớm. Một Đan Trường để tiền lên cao quá. Thêm một nhà lính nữa. Sao không hơi lắc nha. Bà nội cha nó này chơi cái ta rắc còn lắc nữa. Bội. Baby Rocket cuối cùng quyết định là chỉ chơi một rắc. Sẽ lên gì tiếp, chắc là sẽ lên dây lọt. Đan Trường cũng đã lên được một gateway và một nhà giàu. Tuy nhiên anh đang khó khăn trong việc tìm nhà của Baby Rocket. Đan Trường thì mới biết chơi nên là đấy, có vẻ sắp tìm ra nhà đấy. Bản đồ này vô tốt, bước thẳng xây thẳng nhà ở đây cũng được.
tại bờ nhạc tích không ra quân à, chưa thấy quân. Đang trường BO có vẻ hơi bị loạn rồi. Nó tìm ra nhà rồi. Sao lại không mấy nhờ? Một dây lọt BC phải bị rocket lên thẳng ra gần. Đang chưa là không tấn công mà phòng thủ à. Bởi vì rocket trong con đầu tiên của mình. Tình hình kinh tế của hai bên đang chưa gì nữa bật, nhưng mà số lượng phu hai giờ lọt rồi. Hai gòn một. Chà, quýt ngay từ đầu luôn ta. Ác liệt phết đấy. Ồ, nâng cấp ngay. Cái lối chơi của đang trưởng hơi dị. Một gòn thì với một ba gòn. Ba gòn quánh hai giờ lọt. Lắc nha. Hôm nay mạng lắc đấy nha. Mạng mẻo chán thế này. Lọc về em ơi. Lọc về. Thôi bạn là lắc bói cho game được rồi. Bó tay. Tản, tản cho lọt ra. Đấy. Chỉ cần điều khiển con. Tản cho lọt ra. Đấy, chết thằng cua. Kéo phù ở đâu nè. Sao mà kịp. Baby rocket rất là cẩn thận, xây thẳng hai hai ca đông ở nhà phòng thủ. Trời ơi. Đi hả giờ chín nữa. Lắc quá. Ừ.
câu giờ, cỡ nào mà huynh nhớ câu giờ.